Chào mọi người, mình là bác sĩ Trương Khánh Toàn, hiện đang là founder của cơ sở thẩm mỹ Dr. Toàn Beauty and Clinic tại Kiên Giang. Và ngày hôm nay mình rất là vinh dự khi được tham dự buổi cập nhật sử dụng Exosome trong thẩm mỹ da liễu. Và đây là dòng sản phẩm Meso mình đang được ứng dụng rộng rãi tại tất cả các khách hàng của mình ở cơ sở. Thì sau khoảng 2 đến 4 tuần thực hiện thì nó sẽ rút ngắn rất là nhiều thời gian điều trị đối với tình trạng da nhiễm cọ, da mỏng, đỏ, yếu và da giãn mạch. Và hy vọng ngày hôm nay mình sẽ cập nhật những kiến thức hay hơn nữa để có thể về áp dụng cho khách hàng của mình tại cơ sở. Và xin cảm ơn ạ.